xin mời cô đến với phần trình bày của nhóm chúng con gồm Thanh Thảo, Thanh Tâm và Ngọc Khánh. Nhóm chúng con xin trình bày về một hiện tượng đời sống đầy màu sắc, thú vị và nó sẽ còn hấp dẫn hơn khi chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu theo phương diện vật lý. Cầu vồng là hiện tượng quang học thiên nhiên mà hầu như ai trong chúng ta đều đã từng được chiêm ngưỡng. Cầu vồng bản chất là sự tán xạ ánh sáng mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Cầu vồng thực ra có rất nhiều màu sắc, trong đó có 7 màu nổi bật là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm và tím. Trên thực tế, cầu vồng không phải là một vật thể xác định, mà nó là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng mặt trời qua những giọt nước trong không khí. Hiện tượng này còn được gọi là sự khúc xạ ánh sáng. Ánh sáng mặt trời là một hỗn hợp các màu sắc hòa trộn vào nhau mà mắt chúng ta không thể phát hiện ra các màu sắc này. Chỉ khi được chiếu qua một lăng kính thủy tinh, các tia ánh sáng bị bẻ cong, hay còn gọi là khúc xạ, để tạo thành một dải màu sắc liên tục mà ta gọi là quang phổ. Do các tia màu đỏ bị bẻ cong ít nhất, sau đó đến các tia màu cam, màu vàng, xanh lá cây, xanh lam và cuối cùng là tia màu tím bị bẻ cong nhiều nhất. Các giọt nước cũng có thể thay thế vai trò của một lăng kính. Khi ánh sáng mặt trời đi qua lăng kính, các tia sáng bị bẻ cong và sau đó bị phản xạ lại và đi ra ngoài giọt nước thêm một góc 42 độ. Điều đó giải thích cho việc chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng khi quay lưng lại với mặt trời và nhìn theo một góc 42 độ so với ánh sáng mặt trời. Bên cạnh hiện tượng cầu vồng bình thường, chúng ta còn có khá nhiều hiện tượng cầu vồng khác rất là đặc biệt. Hãy cùng tìm hiểu hiện tượng đó nhé. Đầu tiên là hiện tượng cầu vồng đôi. Hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra. Đó là do sự nhiễu xạ ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy được cả góc 52 độ so với ánh sáng mặt trời. Ở góc 52 độ này, chúng ta có thể thấy sự khúc xạ ánh sáng ở bên trong của các giọt nước trước khi ánh sáng phản xạ và đi ra bên ngoài. Chính vì thế mà cầu vồng phụ có các màu đảo ngược và mờ nhạt hơn. Hiện tượng này xảy ra khi chúng ta có thể nhìn thấy đồng thời hai góc 42 độ và 52 độ so với ánh sáng mặt trời. Tiếp đến là hiện tượng cầu vồng vào ban đêm. Hầu hết chúng ta đều thấy cầu vồng xuất hiện vào ban ngày nhờ có ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, đôi khi xuất hiện những cầu vồng vào ban đêm mà các nhà thiên văn học gọi là moon bow, vì nó được tạo bởi ánh sáng của mặt trăng. Tiếp đến là hiện tượng cầu vồng thác nước. Điều này là do các hơi nước bắn lên từ các thác nước gặp sự phản chiếu của mặt trời, có thể tạo ra nhiều dạng cầu vồng đẹp mê hồn. Và cuối cùng là hiện tượng cầu vồng trắng. Nếu cầu vồng bảy sắc được tạo từ ánh sáng mặt trời với những hạt mưa, thì cầu vồng trắng lại được tạo ra từ những hạt sương có đường kính nhỏ hơn 0,05mm. Do đây là những hạt nước quá nhỏ bé nên nó không thể nào khúc xạ ánh sáng ra thành nhiều màu sắc như hạt nước mưa mà chỉ tạo ra một cầu vồng màu trắng duy nhất. Trên đây là phần trình bày của nhóm chúng con. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.